Ý tưởng và ý tưởng, chỉ hai chữ như vậy thôi nhưng biết bao cuốn sách, biết bao khóa học đã ra đời. Với một người làm content thì việc khơi nguồn ý tưởng là vô cùng quan trọng. Chỉ có một sản phẩm dịch vụ mà thôi, nhưng người làm content phải sáng tạo ra cả nghìn bài viết khác nhau. Một số người bẩm sinh đã có nhiều sự sáng tạo, họ có thể phọt ra ý tưởng liên tục, nhiều cái hay, độc đáo, thậm chí là quái dị. Có một số người khác thì lại tự cho rằng mình không sáng tạo, mình không có nhiều ý tưởng. Vậy sự thật thì thế nào? Ý tưởng có phụ thuộc năng khiếu nhiều đến vậy không? Thật sự mà nói, đây là một câu hỏi vẫn chưa có đáp án chính xác. Giới khoa học vẫn có những tranh cãi về việc sáng tạo có phụ thuộc nhiều vào cấu trúc não bộ hay không. Tuy nhiên, chúng ta không cần quá quan tâm tới điều đó. Vì có một điều mà cả thế giới đã công nhận, đó là tất cả mọi người đều có khả năng sáng tạo và chúng ta có những phương pháp, có những công cụ để thúc đẩy khả năng đó. Có hai kiểu sáng tạo như thế này. Một là sáng tạo từ hư không. Đây là kiểu sáng tạo mà bạn không cần bất cứ một chất liệu nào, bạn ngồi một chỗ và tự nhiên ý tưởng rơi xuống đầu. Bạn có biết khái niệm bảng tuần hoàn hóa học? Ok, cái khái niệm này thì chắc là ai cũng biết. Nhưng bạn có biết một truyền thuyết rằng vào năm 1869, nhà hóa học Dmitri Mendeleev đã nằm mơ và ông nhìn thấy mọi nguyên tố nằm trên cùng một bảng. Sau khi ngủ dậy, ông đã tìm hiểu và sau đó đưa ra khái niệm bảng tuần hoàn hóa học. Đó là ví dụ cho việc sáng tạo từ hư không. Kiểu thứ hai, đó là sáng tạo từ cảm hứng. Đã bao giờ bạn đọc một quyển sách và trong quá trình bạn đọc bạn nảy ra rất nhiều ý tưởng? Đã bao giờ bạn tham gia một cuộc trò chuyện và trong lúc trao đổi bạn cũng nảy ra ý tưởng? Những cuốn sách, những cuộc nói chuyện, đó chính là những nguồn cảm hứng để khơi nguồn ý tưởng. Nếu bạn có thể tìm ra nhiều hơn những nguồn cảm hứng như vậy thì xin chúc mừng, bạn sẽ trở thành một người vô cùng sáng tạo. Mà mình cũng nói luôn với các bạn, sáng tạo từ cảm hứng mới là phương pháp chính, còn chuyện sáng tạo từ hư không nó chỉ dành cho vĩ nhân mà thôi. Xin chào mừng các bạn đến với nghề viết số 04, suối nguồn ý tưởng content không bao giờ cạn. Nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh của Quán Trà Đá, hãy dừng lại một chút để bấm subscribe kênh. Mình đảm bảo với các bạn là các video sau sẽ hay hơn video trước, đừng bỏ lỡ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có hai hệ thống phương pháp tìm kiếm ý tưởng như sau. Một là phương pháp tìm kiếm ý tưởng chủ động và hai là phương pháp tìm kiếm ý tưởng bị động. Tìm kiếm ý tưởng chủ động, bạn hiểu đơn giản là chúng ta dành một khoảng thời gian để chủ động ngồi tìm kiếm ý tưởng. Còn tìm kiếm ý tưởng bị động có nghĩa là chúng ta không dành một khoảng thời gian cụ thể cho việc này. Chúng ta sống, sinh hoạt và làm việc và thông qua những giao tiếp thường ngày chúng ta nảy ra ý tưởng. Ok, chúng ta có 5 cách tìm kiếm ý tưởng chủ động như sau. Cách thứ nhất là tìm ý tưởng trong chính sản phẩm. Có một sự thật, nhiều bạn cứ chạy theo những ý tưởng ở đâu đó nhưng lại bỏ qua những thông tin mà chúng ta có thể khai thác ngay trong chính sản phẩm. Bạn viết được vài chục bài trên fanpage, xong bạn nói rằng mình đã cạn kiệt ý tưởng. Ok, hãy kiểm tra xem mình đã viết hết các thông tin về sản phẩm hay chưa đã. Mình có một bảng 16 thông tin cơ bản của một sản phẩm, như các bạn đang thấy trên màn hình. Đây là một bảng do chính mình tạo ra, được dùng rất nhiều trong việc lập kế hoạch nội dung. Mỗi ô các bạn đang thấy là một khía cạnh về sản phẩm. Trong mỗi khía cạnh này, các bạn không chỉ viết được một bài, hai bài, mà ở mỗi khía cạnh thông tin các bạn đều có thể khai thác rất sâu, hàng chục, thậm chí là hàng trăm bài viết. Các bạn cứ viết hết cái đống này là đã mỏi tay rồi. Phương pháp thứ hai đó là tìm ý tưởng từ khách hàng. Mỗi bài viết đều có một đối tượng độc giả cụ thể. Bạn hãy tự đặt câu hỏi, tự nghiên cứu xem đối tượng độc giả có những sở thích gì, có những mối quan tâm gì. Những mối quan tâm đó có thể không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, tuy nhiên đó chính là nguồn cảm hứng, là ý tưởng để bạn viết về sản phẩm. Mình lấy ví dụ, các bạn viết content cho một sản phẩm như là thời trang nữ công sở. Sau khi đã viết hết các khía cạnh thông tin về sản phẩm như ở mục 1, các bạn bắt đầu thấy bí. Khi đó các bạn hãy đặt câu hỏi, những người phụ nữ ở nơi công sở họ có những mối quan tâm gì? Ví dụ, bạn tìm được 3 hàng đầu dòng như sau: ứng xử công sở, sức khỏe, thăng tiến công việc. Khi đã tìm được thì bạn phải cố gắng khai thác 3 cái gạch đầu dòng đó. Nguyên tắc của viết nội dung hấp dẫn đó là khách hàng thích cái gì thì mình phải viết về cái đó. Bạn hoàn toàn có thể viết một bài về ứng xử nơi công sở, trong đó gài gắm hình ảnh của thương hiệu thời trang. Đó là ý tưởng, còn hiện thực hóa nó thì phải phụ thuộc rất nhiều vào trình độ viết của bạn. Bên cạnh việc tự nghiên cứu, chúng ta cũng có thể thu thập các phản hồi từ khách hàng để tìm hiểu các mối quan tâm của họ, sau đó biến hóa những thông tin đó thành content của chúng ta. Phương pháp thứ 3, tìm ý tưởng từ các đối thủ. Không ai một mình nghĩ ra tất cả và content cũng vậy. Dù bạn sáng tạo đến mấy thì cũng có những lúc gặp khó khăn. Tìm cảm hứng từ các đối thủ cạnh tranh là một cách tiếp cận tốt và không có gì đáng xấu hổ. Phương pháp thứ 4, làm mới một ý tưởng cũ. Phương pháp số 1, số 2, số 3 đã mang đến cho bạn những ý tưởng khởi nguồn. Phương pháp số 4 này giúp bạn đào sâu những ý tưởng đó. Đôi khi bạn không cần phải tìm một thứ gì mới,
Cái bạn cần chỉ là cách thể hiện mới mà thôi. Có rất nhiều hình thức để thể hiện cùng một nội dung. Ví dụ như là đặt câu hỏi, như là game, như là khảo sát, như là bài chia sẻ, như là bài tổng hợp, như là bài phỏng vấn, video, live stream. Giả sử mình triển khai một nội dung về nội thất, cụ thể là cách chọn nội thất cho từng tuổi. Mình có thể triển khai cùng một ý tưởng đó thành các hình thức khác nhau. Ví dụ như là khảo sát, mình sẽ tạo một khảo sát xem người mệnh hỏa thì hợp với phong cách hiện đại hay là cổ điển. Ví dụ như dạng nội dung tổng hợp, mình có thể làm một bài viết top 3 món đồ nội thất quan trọng nhất với người mệnh hỏa. Hay một định dạng nội dung khác như là chuyện cười, mình có thể kể một câu chuyện cười về người mệnh hỏa đã chọn đồ nội thất như thế nào. Một định dạng nội dung khác là phỏng vấn, mình có thể tạo một video phỏng vấn 3 khách hàng mệnh hỏa về kinh nghiệm chọn đồ nội thất của họ. Như vậy là chỉ từ một ý tưởng cũ, mình đã có thể tạo ra được rất nhiều nội dung mới, đó cũng chính là một cách để sáng tạo. Phương pháp tìm kiếm ý tưởng chủ động cuối cùng là phương pháp liên tưởng ngẫu nhiên. Đây là phương pháp mang tính chất sáng tạo nhất trong số 5 phương pháp mà mình giới thiệu. Nguyên tắc hoạt động của phương pháp này rất đơn giản, chúng ta sẽ làm một cái bảng gồm 2 cột. Cột bên trái, bạn sẽ ghi từ khóa mà bạn đang muốn viết bài về. Bên phải là một hoặc nhiều từ bất kỳ mà bạn nảy ra trong đầu, không liên quan đến từ khóa ở bên trái. Nhiệm vụ của bạn là hãy thay đổi tất cả các góc nhìn, vận dụng tất cả sức sáng tạo của bạn để trả lời câu hỏi từ khóa bên trái giống từ khóa bên phải như thế nào. Ví dụ, bạn đang muốn viết nội dung về đàn ông, mình sẽ điền đàn ông vào ô bên trái. Bây giờ hãy điền vài keyword bất kỳ vào ô bên phải, ví dụ như là những từ ngẫu nhiên như là toilet, như là quả cam, như là ô tô. Nhớ là phải chọn những từ rất ngẫu nhiên, đừng chọn những từ liên quan trực tiếp đến từ chính ở ô bên trái. Bây giờ hãy thử trả lời câu hỏi, đàn ông và toilet thì giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? Mình thì mình tìm ra được một số điểm như sau. Đàn ông và toilet đều là nơi đón nhận nỗi buồn của phụ nữ, nhưng đàn ông có thể đón nhận rất nhiều nỗi buồn cùng một lúc, còn toilet thì không. Bạn đã thấy mình vô cùng sáng tạo chưa? Hãy tiếp tục làm vậy với các từ khóa còn lại. Đâu đó sẽ có những ý tưởng khả thi thực sự giúp bạn sản xuất ra nội dung. Việc thực hành phương pháp liên tưởng ngẫu nhiên vừa giúp bạn giải trí, vừa cho bạn những ý tưởng mà không phương pháp nào có thể mang lại, vì nó thật sự là rất quái dị. Đó là 5 cách tìm kiếm ý tưởng chủ động. Trong thực tế, ý tưởng không chỉ xuất hiện lúc chúng ta tìm kiếm, ý tưởng có thể xuất hiện ngay cả lúc chúng ta không đi tìm. Sau đây là 2 lời khuyên giúp bạn không tìm mà vẫn thấy ý tưởng. Thứ nhất là đọc thật nhiều. Đọc là cách tìm ý tưởng cho content tuyệt vời nhưng lại vô cùng đơn giản. Việc của bạn chỉ là đọc, đọc, đọc và đọc. Bạn có thể đọc tất cả những gì mình thích. Tuy nhiên, để phát triển nhanh hơn với cái nghề content, các bạn nên chịu khó đọc nhiều cả những blog về content và quảng cáo. Cái này các bạn cứ lên Google có rất nhiều. Hãy chịu khó đọc cả những bài quảng cáo của những nhãn hàng khác. Học cách họ sử dụng ngôn từ, chỗ nào bạn thích, chỗ nào bạn không. Những việc đó sẽ giúp bạn bổ sung vốn từ làm đầy ắp kho ý tưởng cho bạn. Phương pháp thứ hai là ghi chép mọi lúc, mọi nơi có thể. Đã bao giờ bạn nghĩ ra một thứ gì đó vui vui, bạn định sẽ kể lại cho bạn bè mình, nhưng đến lúc cần kể thì đầu óc của bạn lại hoàn toàn trống rỗng. Mình tin là ai cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy. Sự thật là mỗi ngày một người đẻ ra rất nhiều ý tưởng, nhưng phần lớn chúng trôi tuột và biến mất ngay vào ngày hôm sau. Hãy mang bên mình một quyển sổ hoặc một ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Mỗi khi nảy ra một ý tưởng nào đó, dù là ngớ ngẩn hay lố bịch nhất, hãy ghi nó lại. Đôi khi chúng ta không cần tăng cường sự sáng tạo, chúng ta chỉ cần chắt chiu những ý tưởng, vậy là đủ. Đó là 5 phương pháp chủ động và 2 phương pháp bị động giúp bạn bổ sung cho kho ý tưởng content của mình. Những phương pháp trên đều rất đơn giản và thực tế. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng được vào công việc hàng ngày. Các bạn có câu hỏi gì thì hãy thoải mái để lại ở phần comment. Mình sẽ trả lời trực tiếp hoặc làm những video để trả lời câu hỏi của các bạn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể giao lưu với mình tại blog và fanpage cá nhân. Mình sẽ để link ở phần mô tả. Hãy nhớ like video và subscribe kênh để ủng hộ Quán Trà Đá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.